một hội dòng mang tên chuỗi ngọc vàng kim, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng reo vui hạnh phúc với sáng mà sơ hiền hòa. Thứ năm tuần 11 thường niên A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Suy niệm: Thiên Chúa là Cha yêu thương. Đạo Công giáo của chúng ta thật hạnh phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là đặc ân cao quý mà nhờ Đức Giêsu mặc khải, chúng ta mới biết và dám thưa với Thiên Chúa Abba Cha. Hôm nay các môn đệ đã xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện, vì thế Ngài đã lên tiếng dạy họ cầu nguyện. Trước tiên cần xác định căn tính là con của các môn đệ với Cha trên trời. Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời. Khi có chung một Cha thì ắt sẽ có nhau là anh em. Thứ hai, đã là con thì luôn mong cho danh Cha mình được tỏ lộ và nhiều người tin nhận. Xin làm cho danh Cha được vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Thứ ba là nguyện xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, tức là xin Cha thể hiện mục đích của người trên nhân loại, như đã có trong chương trình yêu thương của người. Thứ tư, thể hiện lòng trông cậy vào Cha, đồng thời phó thác đời sống xác hồn cho Cha để người chăm lo. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Thứ năm, ý thức mình là kẻ tội lỗi nên cần Cha tha tội. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, tức là thành khẩn xin Cha tha mọi tội lỗi chúng ta xúc phạm đến người, cũng như cho ta biết tha thứ các lỗi lầm mà anh em xúc phạm đến ta. Thứ sáu, ý thức sự mong manh, yếu đuối của bản thân nên cần Cha bảo vệ. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Cuối cùng, xin được trao phó mọi sự trong tay Cha, để xin Cha cứu giúp khỏi bị rơi vào tình trạng mất ân nghĩa cùng Cha, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Qua kinh lạy Cha, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, thì ngày hôm nay
Ngài cũng dạy mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện như thế, để xứng đáng là con cha trên trời và có nhau là anh em trong cùng đại gia đình hội thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và luôn tin tưởng, phó thác cũng như biết cùng nhau làm sáng danh Chúa. Amen.